Hôm qua, kíp hai đội tuyển xe tăng Việt Nam đã có ngày thi đấu bộ môn xe tăng hành tiến Tank Battle trong khuôn khổ Army Games 2021. Ở kíp 1 thì ta đã đạt được thứ hạng khá cao với số bia hạ gục là 5/5, nên khán giả không khỏi kỳ vọng kíp 2 này có thể đạt được thành tích tốt hơn. Nhưng đời không như là mơ, chúng ta đã có một ngày thi đấu không được như ý và về cuối trong cuộc đua. Trước khi mà trận đấu diễn ra đã có một trận mưa rất là lớn khiến cho mặt sân thi đấu này rất lầy lội, ổ voi, ổ gà ngập trong nước. Việc map thi đấu chính có những thay đổi đột xuất như vậy khiến cho Meta Games nhanh chóng thay đổi từ xạ thủ sang kiểm soát và các đội không thể thích ứng kịp, hoàn toàn bị out meta. Thành tích tất cả các đội đều tệ hơn ngày thi đấu thứ nhất khá nhiều. Chả biết là trong lúc đợi trời tạnh thì bốn nước có ngồi làm nồi lẩu với lại chai vodka hay không, mà các xạ thủ cũng có một cái kết quả bắn không được tốt cho lắm như là ngày thi đấu đầu tiên. Cụ thể thế nào thì anh em hãy cùng xem lại buổi thi đấu của kíp 2 xe tăng Việt Nam vào ngày hôm qua nhé. Đầu tiên thì dĩ nhiên là vẫn là mấy anh Venezuela có sổ hộ nghèo và ba bích cho nên là xuất phát trước. Họ nhanh chóng vượt qua vật cản rích rắc mà không mắc lỗi dù đường rất là lầy lội. Nhưng khi mà đứng vào khu vực bắn thì mọi thứ bắt đầu xấu đi. Ngay phát bắn đầu tiên, xạ thủ Venezuela đã bắn xịt. Khi mà bia thứ hai được dựng lên thì một chú chim lại bay tới đậu ngay trên đó một cách rất tự tin. Bị con chim thách thức nên xạ thủ Venezuela nhanh chóng bật tun thể hiện, anh hạ liên tục hai bia còn lại và ở phát súng bù thứ tư anh cũng không làm khán giả thất vọng. Venezuela tiếp tục chặng đua mà không phải ăn phạt. Syria xuất hiện thứ hai, họ cũng ôm cua rất là mượt mà không đụng phải vật cản nào. Khi vào khu vực bắn thì mấy anh ngắm khá kỹ lưỡng, mãi mà khán giả chưa thấy pháo nổ. Và một số khán giả thì đoán là mấy anh ở trong xe đang đếm lại đạn, tránh trường hợp là lấy thừa một viên như là lần trước. Thế nhưng trái ngược với khả năng tính nhẩm các con số của nghệ sĩ Việt Nam, thì khả năng bắn pháo của mấy anh lại cực kỳ uy tín. Hai phát đầu tiên trúng đích trong sự hào hứng của khán giả. Đến phát thứ ba thì đạn vừa bay tới tấm bia thì đã vỡ tan tành, khiến cổ động viên ba nước còn lại phải toát mồ hôi bẹn bởi vì là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghi ngờ mấy anh Syria hack Damet nên trọng tài đã phải check camera ngay lập tức để còn ban và phát hiện đạn bay không trúng đích nhưng lại hất đất đá lên làm vỡ bia. Syria phải lấy thêm một viên đạn bắn bù và kết quả bắn lại là vẫn xịt cho nên là phải ăn phạt chạy một vòng sân. Xuất phát thứ ba là đương kim top 1 trận trước Mông Cổ. Vẫn lối chơi không giữ mối để cho lần sau người ta còn mời. Mông Cổ đã băng băng vượt qua vật cản nhanh nhất, nhưng mà xe tăng lại có một chút trục trặc cho nên là tới khu vực bắn thì hơi chậm hơn so với các đội. Tuy vậy thì họ vẫn hoàn thành bài bắn chính xác 3/3 mục tiêu, không trượt phát nào và tiến vào trạng hài. Cuối cùng thì là Việt Nam, chúng ta rất thận trọng trong việc vượt qua hàng rào rích rắc nên mất khá nhiều thời gian để tới khu vực bắn. Dù là bên mạn xe tăng không có điếu cày như là năm ngoái thì nhưng mà ba phát đạn đầu, xạ thủ bắn xịt hết cả ba. Khán giả bắt đầu lo lắng. Ta nạp lại ba viên đạn và bắn bù. Kết quả lần này tốt hơn nhưng vẫn xịt mất một viên đầu tiên và phải chạy một vòng phạt. Có lẽ lần trước ta nạp lần đầu cho nên là bắn auto trúng. Thế còn giờ thì game cân bằng rồi. Đến vòng 2, xạ thủ Venezuela bắt đầu hóa trao khi mà bắn bia trực thăng. Họ phụt rất nhanh và cực kỳ chính xác. Tới lượt Syria thì sự đét nủi chưa khi nào bỏ rơi đội bạn. Vừa bước xuống xe, điểm danh để bắn bia trực thăng thì đã có một ông ngã FML trước ống kính máy quay luôn. Nhưng mà lại nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục cuộc đua. Tuy không có thương tích gì nghiêm trọng, thế nhưng cú ngã khá là quê đã khiến cho anh không thể đủ bình tĩnh để mà bắn trúng mục tiêu bia trực thăng được nữa. Phía Mông Cổ bắt đầu thấy game dễ nên là cũng nhả kèo. Họ chuẩn bị khá kỹ lưỡng trước khi nã đạn, nhưng mà xả hết băng đạn cũng chả trúng bia trực thăng. Khán giả đang trông chờ vào lượt bắn của Việt Nam sau khi mà chạy phạt xong thì bất ngờ xe tăng của các đội lần lượt dừng lại, khiến chả ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiều người đoán là do trận đấu không được như ý, tuyển thủ fit nhiều nên đã có người AFK để remake lại trận đấu. Một số cổ động viên tới từ nhóm nhạc ba dòng kẻ thì đoán là Việt Nam đang cho đội tuyển quân lực hạng 4 thế giới vào thi thay. Thế nhưng đáng tiếc là hội thao năm nay không có bộ môn đu càng hay là đi thuyền trên cạn cho nên điều này không thể xảy ra được. Sau đó thì ban tổ chức đã thông báo là do tại sân bay dân dụng gần đó đang có máy bay lên xuống cho nên tất cả các hoạt động thi đấu tại thao trường Alabino phải tạm dừng. Khán giả có khoảng một tiếng nghỉ ngơi làm bi thuốc lào cho bớt căng thẳng.
Riêng khán giả Việt Nam đang xem truyền hình trực tiếp thì thấy đây là một hành động rất hiểu ý đến từ phía Nga. Họ đỡ mất công bật hai tab để xem live stream, bởi vì là cùng vào thời gian đó thì tại Việt Nam đang diễn ra một trận đấu khác cũng gay cấn không kém, mà khán giả thì chả thể bỏ bên nào hết. Với những ai mà chưa biết thì đó là chương trình truyền hình trực tiếp bốc thăm Lô Tô với giải nhất lên đến 96 tỷ đồng. Và sau một tiếng nghỉ ngơi thì trận đấu từ thao trường Nga lại được tiếp tục. Tại thời điểm này, hai đội Syria và Mông Cổ đang thi đấu vòng 3, còn kíp Việt Nam thì bắt đầu thi đấu vòng 2. Ngay khi có lệnh tiếp tục thi đấu, kíp Việt Nam đã khẩn trương vào cuộc. Tại vị trí bắn bia trực thăng, ta nhanh chóng lấy lại phong độ để tiêu diệt mục tiêu và hoàn thành vòng đua thứ hai. Trong lúc đó, đội Mông Cổ vào vị trí bắn súng máy song song. Phải đến lượt thứ tư, họ mới có thể duyệt được bia mục tiêu cuối cùng. Sau đó thì họ vít ga chạy nước rút với tốc độ tối đa là 65 km/h và hoàn thành trận đấu với thành tích 27 phút 5 giây. Đội Syria bắn diệt mục tiêu bia cuối cùng khá nhanh, sau đó thì họ tăng tốc lên 62 km/h và về đích khi đồng hồ chỉ 29 phút 24 giây. Chỉ còn một mình ta trên thao trường, kíp Việt Nam rất khẩn trương. Chỉ đến loạt bắn thứ hai, ta đã bắn trúng mục tiêu bia chống tăng cuối cùng. Và ngay sau đó, ta đã nhanh chóng vít ga xé gió đạt tốc độ tối đa 66 km/h và hoàn thành vòng đấu với thời gian 31 phút 42 giây. Kết quả chung cuộc của vòng đấu, theo bảng điện tử tại thao trường, đội Mông Cổ đã về đầu với thành tích 27 phút 5 giây, diệt 4 trên 5 mục tiêu. Đội Syria về thứ hai với thành tích là 29 phút 24 giây, diệt được 3 trên 5 mục tiêu. Đội Venezuela về thứ ba với thành tích 30 phút 2 giây, diệt 5 trên 5 mục tiêu. Đội Việt Nam về cuối với thành tích 31 phút 42 giây, diệt 4 trên 5 mục tiêu. So với trận trước thì thành tích của các đội thi đấu ngày hôm nay đều kém hơn, trừ đội Syria. Có lẽ là thời tiết xấu, tầm nhìn kém là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến kết quả này. Riêng kíp 2 của đội xe tăng Việt Nam thì kết quả này cách khá xa so với thành tích kíp 1 đã thi đấu vào ngày 23 tháng 8 trước đó. Có lẽ là nhiều yếu tố ngoại cảnh đã tác động xấu đến thành tích này, thế nhưng mà cũng không thể phủ nhận được năng lực kíp 2 đã không thể được như là kíp 1. Tuy ta đã xuống hạng sau vòng thi này, thế nhưng mà cơ hội đi tiếp của ta không phải là đã chấm hết. Bảng 1 của ta có 11 đội và chọn ra 8 đội để đi vào vòng trong, nên mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Ta còn một trận đấu nữa để kết thúc vòng loại này vào ngày 29 tháng 8 tới đây. Đây sẽ là trận đấu mà kíp 3 đội tuyển xe tăng Việt Nam ra trận với những kỳ vọng rất nhiều được đặt vào họ. Dĩ nhiên ta không nên quá đặt nặng chuyện thắng thua trong một giải đấu mang tính chất cọ sát là chính như là Army Games. Nhưng chắc chắn ta vẫn sẽ cổ vũ hết mình cho các chiến binh bộ đội Việt Nam để họ có một ngày thi đấu sắp tới thành công và Việt Nam có thể đi xa hơn nữa. Trước mắt thì có lẽ nên đặt tên cho chiếc xe tăng sẽ thi đấu sắp tới đây là Hưng Đạo Đại Vương để có phong thủy tốt hơn, như là chiến hạm Quang Trung đã giành top 1 trước đó chẳng hạn. Bên cạnh cuộc thi xe tăng hành tiến thì cũng nhắc lại là ta còn rất nhiều hạng mục khác đang diễn ra như là cúp biển hay là đua cờ hó nghiệp vụ với cái sự trở lại của chiến thần Aquadox. Vậy nên, hãy cổ vũ hết mình cho đội tuyển khác của Việt Nam để chúng ta gặt hái được nhiều thành công trong giải đấu năm nay. Cảm ơn các bạn đã đón xem, nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé!